Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một API, dùng để chuyển văn bản thành giọng nói. API đọc có nhân nhá, dùng để đọc truyện hoặc các câu dài nghe khá hay. Đọc đoạn ngắn thì tạm ổn, tôi sẽ demo trước một đoạn ngắn. Chào tôi là AI chuyển văn bản thành giọng nói có cảm xúc. Tôi có thể chuyển 4 com 96 ký tự trong một lần. Giờ tôi sẽ cho nó đọc một câu chuyện thử xem sao. trong một lần trên đường về nhà vẫn là con đường cũ quen thuộc một tiệm sách cũ một khu thu mua phế liệu và đồ đồng nát một dãy nhà đã không còn mới mẻ gì màu sắc thể hiện cho tàn lâu năm bị gió phớt từng đợt ngả màu u ám có phần kinh dị và một tiệm bán thú cưng một cảm giác mãnh liệt thôi thúc tôi dừng chân trước cửa tiệm thú cưng bởi vì tôi chưa bao giờ cho một cái nhìn về cửa tiệm đã rất nhiều lần tôi ghé vào tiệm sách cũ kỹ và mỗi lần bước ra lại có thêm một chồng sách mới ngang ngửa tầm nhìn tôi một cách chật vật và hiện tại căn phòng bé nhỏ của tôi